Nghệ An cũng đang là tỉnh thành có số lượng lao động làm việc ngoại tỉnh đông nhất cả nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lại đúng dịp Tết đến xuân về, tỉnh Nghệ An có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới trong công tác phòng chống dịch. Tại huyện Tương Dương, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện cho biết đã có hướng dẫn điều chỉnh lại một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Cụ thể, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Theo quy định, xét nghiệm tầm soát, ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị, và các nhóm nguy cơ, các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách, xe ôm, người giao hàng hóa, shipper do cơ quan y tế thực hiện đúng theo quy định, xét nghiệm trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Huyện Tương Dương quy định 100% người dân trở về từ ngoài tỉnh phải khai báo tại cơ sở y tế, trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế xã, thị trấn. Đối với công dân thuộc diện cách ly tại nhà, Trước khi thực hiện cách ly, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các xã thị trấn cần khảo sát điều kiện cách ly, trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì cần chuyển sang cách ly tập trung để đảm bảo an toàn. Về thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, yêu cầu phòng chống dịch Sở y tế Nghệ An cho biết, đối với trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung như trường hợp tự nguyện cách ly tập trung bắt buộc của nhà nước, lựa chọn được miễn phí xét nghiệm, trường hợp yêu cầu cách ly tại địa điểm khác như khách sạn hay resort phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm. Đối với các trường hợp còn lại, theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà nơi lưu trú, người dân phải chịu chi phí xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.